tassa bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo tassa bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo tassa bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương lương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người từ hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức Tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm được an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sắp toàn từng khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả Niết Bàn, đồng đều nhau cả thảy. Thưa quý vị, như chương trình thì chúng ta đang thực hành thiền tứ niệm xứ. Và cái khóa thiền này là khóa thiền tứ niệm xứ. Và nhiều vị thắc mắc là như vậy thì hình như cho tới ngày hôm nay sư chưa có dạy tứ niệm xứ cái gì. Sư dạy cái gì lúc đầu thì niệm ngu, sau thì rải tâm từ, và cuối là theo dõi hơi thở. Mà theo dõi hơi thở thì cũng là theo dõi hơi thở của thiền chỉ, chứ cũng không phải là theo dõi hơi thở của thiền quán. Và nhiều vị thì băn khoăn, thậm chí là hoang mang. Thì sư nói như thế này để cho quý vị không có hoang mang, là cái phương pháp mà sư hướng dẫn quý vị nó đi theo một lộ trình rõ ràng, chứ không phải là việc hướng dẫn một cách tùy hứng. Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị tâm. Giống như một người vừa mới từ ở dưới ruộng lên thì muốn bước vào nhà đó, thì họ cần phải rửa chân cho sạch. Thì cũng vậy, khi mà quý vị từ ở ngoài đời á, cuộc sống thế tục đầy những dục vọng, đầy những bon chen, quý vị bước vào, thì chúng ta cần gột sạch cái tâm của mình. Phương pháp gột sạch thì có rất nhiều. Một trong số đó là chúng ta hãy đặt hết những cái ba lô, đặt hết những giỏ sách, đặt hết những gánh nặng xuống ở bên ngoài. Chính vì như vậy, ngày đầu tiên sư hướng dẫn quý vị niệm buông, để chúng ta tập buông bỏ, để hết những gánh nặng xuống. Chỉ khi nào tâm chúng ta nó được sạch, nó nhẹ nhàng, thì khi đó chúng ta mới sẵn sàng được. Hoặc cũng giống như một người khi mà bị thương, khi mà đi vào thì bác sĩ cần phải rửa sạch vết thương trước, để cho những cái bụi đất nó rơi rớt xuống, thì khi đó vết thương mới có thể xử lý tiếp được. Qua ngày hôm sau thì do tâm của chúng ta đó, ở ngoài thế gian nó khô cứng rất là nhiều, cho nên chúng ta cần làm cho tâm của chúng ta đó, nó mềm mại. Chỉ khi nào tâm chúng ta mềm mại, nó mới có thể dễ sử dụng được. Như vậy thì cần làm mềm tâm bằng cách nào? Nếu như chúng ta có thời gian thì chúng ta sẽ đi tuần tự pháp mà Đức Thế Tôn đã hướng dẫn. Đó là chúng ta bố thí trước. Việc bố thí nó giúp cho tâm chúng ta trở nên mềm mại, dễ sử dụng. Hơn nữa, việc bố thí giúp cho tâm của chúng ta có cái hỷ. Và chính nhờ cái hỷ đó, khi chúng ta đi vào việc hành thiền á, nó được dễ dàng, được thuận lợi. Nhưng mà không lẽ sư mới tổ chức khóa tu chưa gì hết mở miệng ra kêu quý vị bố thí. Lúc đó chưa chắc quý vị đã có tâm hỷ, nhiều người có tâm sân nữa là đằng khác. Thậm chí là nhiều người họ sẽ nghĩ sai. Như vậy nó sẽ cản trở chính họ. Do đó sư hướng dẫn quý vị việc rải tâm từ. Do nhờ năng lực của tâm từ cho nên tâm chúng ta đó được nuôi dưỡng trong trạng thái mát mẻ của tâm từ. Nhờ như vậy tâm của chúng ta nó trở nên mềm mại. Và sau khi tâm chúng ta được sạch sẽ rồi, được mềm mại rồi, thì nó cần sự tập trung. Bởi vì tâm chúng ta ở bên ngoài á, phóng dật rất là nhiều. Chúng ta chạy theo những dục lạc thế gian, chạy theo tham và sân, tâm chúng ta phóng dật rất là nhiều. Cho nên tâm chúng ta cần có sự kiên cố, có sức mạnh, có sự tập trung. Do đó chúng ta cần huấn luyện tâm bằng các đề mục thiền chỉ. Hơn thế nữa, ngay cả trong bài kinh Tứ niệm xứ Satipatthana Sutta, trong Trung bộ kinh, đề mục đầu tiên Đức Thế Tôn hướng dẫn các vị tỷ kheo đó là gì? Đó chính là hơi thở. Dù là thiền chỉ hay thiền quán thì cũng bắt đầu bằng hơi thở. Cho nên việc tiếp theo chúng ta thực hành hơi thở nó cũng đang đi theo lộ trình. Và hơi thở của thiền chỉ và hơi thở của thiền quán trong giai đoạn đầu là giống nhau. Nếu như quý vị chịu khó đọc chú giải bài kinh Tứ niệm xứ, bài kinh số 10 của Trung bộ, quý vị sẽ thấy rằng việc thực hành hơi thở ở trong bài kinh này, trong giai đoạn thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, thì vị ấy cần thực hành đến tứ thiền hơi thở. Sau khi ra khỏi tứ thiền hơi thở, vị ấy mới tiếp tục quan sát tiếp các đặc tánh của hơi thở. Đó chính là 16 cái loại thiền hơi thở. Chứ không phải là chúng ta chưa đạt đến tứ thiền hơi thở mà chúng ta đã vội vàng quan sát các đặc tánh hơi thở. Như thế chúng ta sẽ bối rối. Rất nhiều người khi thực hành họ bối rối. Bối rối là đúng rồi. Do đâu? Do định chúng ta chưa có mà chúng ta đã quan sát các đặc tánh của hơi thở. Nó cũng giống như một đứa bé 7 tuổi mà bắt nó điều khiển vận hành một chiếc xe ô tô thì phải nói là tội nghiệp cho nó. Nó chưa có đủ sức mạnh như thế. Do đó, sư chỉ hướng dẫn quý vị dừng lại ở giai đoạn thở vào, thở ra. Chừng nào quý vị đạt đến tứ thiền hơi thở đi rồi sư sẽ hướng dẫn quý vị tiếp. Tuy nhiên, không phải vị nào cũng có khả năng đạt đến tứ thiền hơi thở. Cho nên chúng ta có thể bỏ qua cái giai đoạn này. Tức là cái giai đoạn mà 16 cái hơi thở đó chúng ta để nó qua một bên. Cái đó là dành cho những vị đạt tứ thiền hơi thở, các vị đó thực hành. Còn chúng ta chưa đạt được thì để qua một bên. Chúng ta chỉ cần cái định hơi thở ở giai đoạn đầu thôi. Yêu cầu về định ấy, trong thiền tứ niệm xứ đối với mỗi người là không giống nhau, tùy theo khả năng của mỗi người. Đương nhiên lý tưởng nhất là chúng ta đạt đến tứ thiền hơi thở, sau đó chúng ta thực hành các phương pháp quán thân, thọ, tâm, pháp. Đó là lý tưởng nhất. Nhưng cũng có nhiều trường hợp chúng ta có thể thực hành thiền quán mà không chứng đắc các tầng thiền chỉ nào. Trong buổi vấn đáp trước đó, có vị hỏi thế nào là tính hành giả, thế nào là tuệ hành giả, thế nào là thân chứng, thế nào là kiến trí, thí dụ như vậy. Thì có những vị chứng thiền rồi sau đó tu tập tứ niệm xứ, nhưng có những vị thực hành tứ niệm xứ mà chưa hề trải qua các tầng thiền nào cả, các vị đó vẫn thực hành được. Cho nên tiêu chuẩn và yêu cầu về định ở mỗi vị là không giống nhau, tùy theo khả năng của mỗi người. Nhưng mà nếu mà theo ở trong kinh và theo trong Thanh Tịnh Đạo á, thì yêu cầu của vị không cần chứng các tầng thiền chỉ mà có thể thực hành thiền quán cũng là cận định, tức là cũng khá là cao so với đại đa số chúng ta. Thành ra đó, quý vị cần nhiều thời gian hơn nữa. Do đó sư dành cho quý vị 3 ngày để theo dõi hơi thở, giúp cho tâm quý vị định càng nhiều càng tốt. Sau đó chúng ta mới đi tiếp thiền quán. Chứ nếu không thôi, chỉ có khóa thiền hơi thở thì hết khóa thiền quý vị cũng chưa đạt đến cận định đâu. Đức Thế Tôn gọi tứ niệm xứ là Ekayano, tức là nhiều vị thì dịch là con đường độc nhất. Nhưng mà xin thưa với quý vị, ở trong chú giải đó, Ekayano Ayang Phikawe Maggo Ekayana, Ekayano Ayang Phikawe Maggo, thì nên hiểu như thế này: đây là con đường chỉ có một hướng. Eka có nghĩa là một, Ekayana là một hướng, chứ không phải là con đường có hai hướng. Tức là con đường chỉ có một hướng duy nhất, chứ không phải là con đường rẽ ra làm hai hướng. Chúng ta nên hiểu ý nghĩa đó, chứ không phải hiểu theo nghĩa con đường duy nhất, mà nên hiểu theo nghĩa con đường này là con đường một hướng, không phải là con đường hai hướng. Đây là xin nói theo chú giải. Nghĩa là đây là con đường hướng đến sự giải thoát giác ngộ, chứ không có chuyện mình tu tứ niệm xứ mình còn rẽ ra cái con đường thế gian thì không có. Đây là con đường đi chỉ có một hướng một thôi. Rồi cái Ekayano này đó, nó còn có nghĩa đây là con đường đi một mình, còn có nghĩa là con đường độc hành. Nghĩa là trên con đường đi đến sự giác ngộ giải thoát thì chỉ có tự mình đi thôi, chứ không ai đi giùm mình được hết. Cho nên nó gọi là Ekayano. Rồi sở dĩ được gọi là Ekayano là bởi vì đây là con đường của người hoàn hảo nhất. Tức là con đường này được con người hoàn hảo nhất khám phá ra. Tức là con đường do Đức Thế Tôn Ngài đã chỉ ra, cho nên gọi là Ekayano. Thành ra đó, chúng ta nên hiểu như thế. Rồi Ekayano còn có nghĩa là dù cho cái cách thực hành chúng ta có khác nhau thì mục đích cuối cùng vẫn là đi đến sự giải thoát giác ngộ. Tức là chỉ có một đích đến, thì đó gọi là Ekayano. Nên hiểu như thế. Cho nên khi chúng ta thực hành con đường tứ niệm xứ là chúng ta đang thực hành con đường chỉ đưa đến một mục đích là thanh tịnh chúng sanh, vượt qua sầu bi, thành tựu thắng trí, chứng ngộ Niết Bàn. Chỉ có một con đường. Cái đích đến chỉ có một, không có hai. Và với nhiều vị cũng lo sợ nghĩ là như vậy thì tôi thực hành tứ niệm xứ nó xa vời quá. Với nhiều người việc giải thoát giác ngộ với họ còn xa vời lắm. Thì sư nói như thế này để quý vị yên tâm này. Là trên con đường đi đến giải thoát giác ngộ nha, quý vị cứ thực hành. Thì trên con đường đó, khi chúng ta chưa giác ngộ giải thoát thì cảnh giới tái sanh của chúng ta vẫn là cảnh giới trời người. Có những vị tỷ kheo đời này chưa chứng ngộ, sau khi mệnh chung sanh về cõi trời và sau đó tu tập tiếp ở trên đó. Cho nên là đừng lo cái chuyện là đời này mình không chứng thì sao. Yên chí ha. Đời này không chứng, nhưng chúng ta giữ gìn chánh niệm, nỗ lực tu tập, thân hoại mệnh chung, đi lên cõi trời tu tiếp. Đừng có nghe một số cái lời bàn ra. Bởi vì hiện tại trên cõi trời, sư xin thông báo với quý vị là chư hàng tỷ chư thánh thiên còn ở trển, 50 năm cõi người bằng một ngày một đêm cõi tứ thiên vương, 100 năm cõi người thì bằng một ngày một đêm cõi đau lợi. Cho nên đối với cõi đau lợi là Đức Thế Tôn mới nhập Niết Bàn hồi tháng trước thôi, gần lắm. Và chư thánh đệ tử của Ngài, các vị cư sĩ nè, cư sĩ chứng thánh nè, các vị sư chứng thánh nè, các vị thiền sư, các vị pháp sư nè, tái sanh lên trển tông cả tỷ ở trển á. Quý vị lên trển tu tiếp chứ có sao đâu. Cho nên hiện tại ở cõi trời là cõi thịnh pháp, chứ không phải ở cõi người là cõi mạt pháp đó. Nhưng với điều kiện là chúng ta phải nỗ lực giữ gìn chánh niệm thì chúng ta mới có cơ hội tu ở đây và đi lên tu tiếp. Còn chúng ta tu mà xìu xìu ẩn ẩn, bữa tu bữa nghỉ, thì chúng ta vẫn trôi lăn sanh tử luân hồi. Thì như vậy là cái bữa tiệc của chư thánh thiên mở ra không có mình. Thành ra hãy nỗ lực tu tập. Rồi lại nữa, Đức Thế Tôn nói các vị tỷ kheo hãy nhiệt tâm tỉnh giác và niệm. Nhiệt tâm tỉnh giác và niệm. Thì nhiệt tâm á, là sự nỗ lực, sự tinh tấn, sự cố gắng. Đó là tứ chánh cần. Thì đó là nhiệt tâm. Tỉnh giác ở đây là gì? Tỉnh giác như ở trong tương ưng, Đức Thế Tôn nói này các tỷ kheo, thế nào là vị tỷ kheo tỉnh giác? Là vị tỷ kheo vào ban ngày nỗ lực diệt trừ các ô nhiễm trong tâm bằng cách đi thiền và ngồi thiền. Tức là việc đi thiền và ngồi thiền là công cụ để diệt trừ những ô nhiễm trong tâm. Đó là vị tỷ kheo tỉnh giác, là vị tỷ kheo vào canh đầu của đêm, nỗ lực diệt trừ ô nhiễm trong tâm bằng cách đi thiền và ngồi thiền. Là vị tỷ kheo vào canh giữa của đêm, vị ấy nằm nghiêng về bên phải, hai chân để lên nhau với tư thế của con sư tử, và vị ấy tác ý ta sẽ tỉnh dậy. Tức là chúng ta nằm ngủ đó, mà vào canh giữa của đêm vị ta ngủ nằm nghiêng bên phải để ngủ không có sâu, chỉ vừa đủ thôi, chìm vào giấc ngủ và tác ý ta sẽ tỉnh dậy. Vị tỷ kheo vào canh cuối của đêm, vị ấy nỗ lực diệt trừ ô nhiễm trong tâm bằng cách đi thiền và ngồi thiền, thì đó là vị tỷ kheo tỉnh giác. Rồi cái niệm ở đây tức là tứ niệm xứ, là việc ghi nhớ trong tứ niệm xứ. Niệm ở đây còn có nghĩa là có sự phối hợp với tuệ. Còn phối hợp như thế nào thì một tí nữa sư sẽ nói. Như vậy thì chúng ta cần thực hành như thế nào nếu như chúng ta bỏ qua cái giai đoạn mà hành 16 cái thiền hơi thở? Thì ở bên dưới Đức Thế Tôn hướng dẫn một loạt những cái phương pháp khác. Xin thưa là cái việc quán thân có rất là nhiều, mà chúng ta hành mà đi cho hết á, thì cũng không đủ thời gian, cho nên sư chỉ trích lọc trong đó để quý vị có thể thuận lợi thực hành thôi. Quý vị có còn nhớ câu chuyện sư kể là ở xứ Cú Rú đó, ngay cả loài thú nó cũng thực hành tứ niệm xứ. Như vậy thì quý vị có thắc mắc là nó thực hành cái gì? Là con, như trường hợp của con két, nó là một con chim trong một cái gánh hát. Thì khi người ta đi, người ta để quên ở lại ở chùa, và vị tỷ kheo ni chăm sóc và nuôi nó. Thì khi đó vị tỷ kheo ni nói là: "Này con có thực hành tứ niệm xứ không?" Con két nói: "Dạ không." Vị tỷ kheo ni nói: "Này con, như vậy thì con hãy thực hành như sau: hãy niệm xương 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 xương." Tức là vị tỷ kheo ni dạy con két quán bộ xương. Đối với chúng ta thì chúng ta nghe là 32 thể trượt, thì chúng ta có thể chọn một trong đó để chúng ta thực hành. Và một đề mục mà các sư quán tưởng thường xuyên và thấy rằng nó đạt được nhiều hiệu quả, đó là việc quán tưởng đề mục xương. Việc quán tưởng đề mục xương chúng ta cần thực hành như thế nào? Đầu tiên cũng là quý vị theo dõi hơi thở. Đầu tiên khi bắt đầu hành thiền, quý vị cứ theo dõi hơi thở. Sau khi hơi thở được định, chúng ta bắt đầu quán tưởng, tức là suy xét từ ở trên đầu. Quý vị có thể sờ hoặc có thể ngó cái bộ xương bên đây, sẽ thấy rất là có lý. Chắc về chùa sư cũng sắm một bộ để ở chùa. Chúng ta bắt đầu sờ chính, có thể ngó ở đó, và hoặc chúng ta có thể sờ chính mình. Đây đây là xương sọ nè. Chúng ta xác định đây đó, hốc mắt, đây mũi, đây là gò má, đây là răng. Chúng ta sờ để vẽ ở trong tâm mình á, hình dáng xương sọ của chính mình. Rồi sau đó chúng ta quét từ từ, quét xuống. Đây là xương cổ này, xương cổ đó, quét xuống. Rồi đây xương bả vai, rồi xương tay, xương cẳng tay, xương cổ tay này, xương ngón tay, quét tới đâu chúng ta hình dung tới đó. Đó, rồi bắt đầu đây xương cổ này, xương quai xanh này, đó, rồi tới xương sườn này, rồi này, xương cột sống này, quét dần xuống, đó, rồi xương chậu này, rồi xương đùi này, xương đầu gối này, xương cẳng chân này, xương gót chân, xương bàn chân, xương ngón chân. Tức là chúng ta quét từ trên xuống dưới từng đốt xương cho nó rõ ràng ở trong tâm. Khi quét là chúng ta nhìn thấy rõ từng cái đốt xương của mình. Rồi sau đó chúng ta nhìn tổng thể cơ thể mình như là một khối bộ xương hoàn chỉnh. Và lúc bấy giờ cái khối xương này đang ngồi. Chúng ta niệm xương. Và chúng ta để ý thấy cái xương á, nó có màu trắng. Chúng ta liên tục niệm như vậy. Khi hình ảnh bộ xương của chúng ta đó nó bị mờ nhạt thì chúng ta quét trở lại từ trên xuống dưới từng bộ phận một cách rõ ràng. Để chi? Để cho hình ảnh bộ xương á, được rõ. Và chúng ta niệm xương. Chúng ta quét tới khi nào? Thậm chí quý vị có thể quét 10 lần, 100 lần, 1.000 lần, 8.000 lần cũng được. Để chi? Để các thành phần của xương nó được rõ ràng, để chúng ta thấy được từng kết cấu bên trong cơ thể. Khi ngồi thiền, hãy quét để thấy rõ được bộ xương của chính mình. Quét như thế. Và chúng ta tập trung nơi cái tướng bộ xương. Tập trung nơi đó. Sau khi quét xong thì chúng ta có thể nhìn cơ thể này như là một bộ xương. Lúc bấy giờ trong tâm của chúng ta đó, nó không còn da, không còn thịt, nó không còn cái gì nữa cả. Nó chỉ còn là một bộ xương đang ngồi. Và chúng ta thấy được như vậy. Rồi sau đó, khi trong suốt quá trình ngồi, chúng ta liên tục quán niệm xương. Tức là quét xong rồi nhìn tổng thể bộ xương của mình. Liên tục nhìn như vậy. Và khi chúng ta nhìn cái tướng bộ xương đó, nó có hai khía cạnh chúng ta cần lưu ý. Một là khía cạnh bất tịnh của bộ xương. Khi quan sát, hãy lưu ý đến khía cạnh bất tịnh của bộ xương. Đây là lúc tuệ làm việc. Nãy giờ á, cái việc mà quét nè, quét hình bộ xương nè, nó chỉ mới là định làm việc thôi. Còn bây giờ là tuệ làm việc này, là chúng ta để ý đến khía cạnh bất tịnh của bộ xương. Để chúng ta thấy nó rõ ràng là bất tịnh, không có xinh đẹp, không có đáng mến, không có đáng yêu. Thấy được điều đó, rồi sau đó chúng ta lại nhìn thấy một khía cạnh nữa của bộ xương, là đây là một sự lắp ráp, nó không có phải là một khối, mà nó là gồm những đốt xương lắp ráp lại với nhau, giống như những viên gạch xếp chồng lên nhau vậy. Nó lắp ráp lại với nhau. Thấy được cái bản chất lắp ráp của nó, rồi chúng ta nhìn thấy cái ngã đó nó có nằm ở trong xương sọ không? Không có. Cái ngã có nằm trong xương cổ không? Không có. Cái ngã nằm ở đâu? Chúng ta quét từ từ, ngó từ trên xuống dưới, từng đốt xương một, và chúng ta thấy rằng không có cái bản ngã nào nằm trong các đốt xương. Và như vậy chúng ta thấy rằng bộ xương này không có bản ngã, nó không có ý thức, nó không có biết tư duy, và nó cũng không có quan tâm tới nhau. Như vậy là chúng ta thấy được hai tướng ở trên bộ xương, là cái tướng bất tịnh, bất mỹ và cái tướng vô ngã. Khi chúng ta hành thiền, hãy liên tục quét nha, liên tục quét, quét từ trên xuống dưới, quét hình bộ xương, và sau đó nhìn bộ xương như là một khối, một cái khối lắp ráp. Sau đó hướng tâm suy xét về sự bất tịnh, bất mỹ, không đáng ưa thích, không đáng yêu thích của nó. Rồi chúng ta xét đây, nó không có cái bản ngã nào ở trong đó cả, không có một cái tôi nào trú ở trong bộ xương này cả. Chúng ta quan sát như thế. Rồi sau đó, khi chúng ta di chuyển, đứng dậy đi, thì ta thấy rằng đây là các đốt xương đang chuyển động, các khớp xương đang chuyển động. Khi bước đi, chúng ta thấy rõ là các khớp xương, các khúc xương đang chuyển động, xương đang chuyển động. Thấy như vậy, khi xoay thì thấy rõ các cái khúc xương này, bộ xương này nó đang xoay. Nhớ là nhìn nó như là một tổng thể, gồm nhiều khúc. Co tay thì đây là những cái khúc xương nó đang co lên, những cái đốt xương nó đang co lên. Duỗi tay là những cái đốt xương nó đang di chuyển. Chúng ta phải nhìn quán tưởng như vậy. Nhớ cái thấy này là cái thấy bằng tâm, tâm của chúng ta thấy như thế. Cho đến khi nhấc chân lên thì thấy rõ từng cái khúc xương nó đang nhấc lên, đặt chân xuống cũng là từng khúc xương đang đặt chân xuống. Cho đến khi ăn thì cũng là những cái đốt xương đang cầm lấy cái muỗng múc ăn, cũng là cái xương đầu, những cái khúc xương đang há, rồi xương răng nó đang nhai. Toàn bộ là sự vận hành của bộ xương. Và như vậy chúng ta nhìn toàn bộ sự chuyển động của cơ thể dưới cái nhìn là sự chuyển động của bộ xương. Và đương nhiên khi chúng ta quan sát như thế, chúng ta vẫn tiếp tục quan sát đặc tính bất tịnh của bộ xương, quan sát đặc tính vô ngã của bộ xương. Ta quan sát. Rồi sau đó khi chúng ta nhìn người khác thì chúng ta cũng thấy rằng đây là một bộ xương đang di động. Tức là họ cũng là xương đầu, xương cổ, xương sườn, xương tay, xương chân, đó cũng là một bộ xương di động. Quý vị phải nhìn làm sao đó để thấy được đối tượng là bộ xương, chứ không còn thấy đây là da, đây là thịt, đây là tóc, đây là y phục nữa. Chỉ còn thấy bộ xương. Như trường hợp con két đó, ở trong đầu bài kinh, đầu cái đoạn chú giải chứ, khi con két nó suy niệm về bộ xương, 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 thì trong một hôm á, nó bị cái con đại bàng á, nó bắt đi, thì người ta mới xua đuổi con đại bàng và cứu con két. Khi con két được cứu, vị tỷ kheo ni nói: khi nãy con thấy cái gì? Con két nói: thưa mẹ, con chỉ thấy là có bộ xương lớn bắt một bộ xương nhỏ, và chẳng mấy chốc thì những cái khúc xương này nó sẽ rơi vãi ra khắp nơi, chỉ thế thôi. Tức là khi đó chúng ta nhìn xung quanh đều là bộ xương cả, tất cả người xung quanh đều là bộ xương. Như vậy không còn có cái gọi là đẹp, là xấu, là đàn ông và đàn bà, chỉ toàn trong mắt của mình bây giờ chỉ còn là những bộ xương. Đó là khi vị tỷ kheo quán thân trong thân và quán thân ngoài thân. Quán thân trong thân á, là quán cái bộ xương này nè, bộ xương bên trong này nè. Quán thân ngoài thân là quán bộ xương ở bên ngoài, là những cái bộ xương đang di chuyển bên ngoài đó. Như vậy chúng ta thấy rằng ở đây chỉ có bộ xương đang di động, chứ không có ai cả. Và chúng ta nhìn thấy rõ cái khía cạnh bất tịnh, bất mỹ, không đáng yêu mến. Bình thường một người chúng ta nhìn thấy là họ đẹp, nhưng lúc bây giờ trong con mắt của mình chỉ còn là một bộ xương. Và khi đó nó không còn cái đáng yêu, đáng thương, đáng mến nữa. Như trong trường hợp một vị trưởng lão ở trong Thanh Tịnh Đạo, khi vị này thực hành quán tưởng về tướng bộ xương, vị này đi khất thực, thì vị này nghe tiếng cười khúc khích của một cô gái. Thì khi vị này nhìn lên và thấy rằng cô gái đi ngược hướng và cổ đang cười, khi cổ cười á, cái hàm răng cổ hở ra, và vị tỷ kheo nhìn vào cái răng của cổ thì đó là một cái xương đó. Và vị tỷ kheo mở rộng tướng ra và thấy cái tướng đầu lâu cho đến xương cổ, xương sườn, xương tay, xương hông, xương chân, vân vân. Và lúc bấy giờ vị đó nhìn người đối diện là một bộ xương đang di động. Và vị ấy liên tục quán tưởng như vậy. Được một lúc, sau khi cô gái đi thì có một chàng thanh niên đi ngang qua và hỏi vị tỷ kheo là: thưa sư, sư có thấy vợ con mới đi ngang qua đây hay không? Thì vị trưởng lão mới nói là khi nãy Tôi không biết, tôi chỉ biết là có một bộ xương đang vừa đi ngang qua, mà tôi không biết cái bộ xương đó là ai, có phải đàn ông hay đàn bà, hay là có phải là vợ của anh hay không, tôi không biết. Có nghĩa là lúc bấy giờ đó, trong con mắt của vị tỷ kheo là chỉ có một bộ xương đang di động thôi, chứ không còn có cái là đàn ông hay đàn bà nữa cả. Thì khi chúng ta quán tưởng được như vậy, chúng ta nhìn quán nội thân, tức là nhìn cái bộ xương bên trong, quán ngoại thân là nhìn bộ xương bên ngoài, và chúng ta thấy rõ đặc tính của nó. Hãy nhớ một chuyện là mục đích của việc thực hành tứ niệm xứ, đó là chúng ta thấy rõ bản chất của thế gian, đó là vô thường, khổ, vô ngã và thêm cả cái bất tịnh. Còn ở trong chú giải của bài kinh Tứ Niệm Xứ này, thì ở trong đó có ghi là cái sự mà biết rõ đó nha. Cái sự biết rõ ở đây á, nó có hai sự biết rõ, là sự biết rõ sai lầm và sự biết rõ đúng đắn. Thế nào là sự biết rõ sai lầm? Là một người đi biết là đi, đứng biết là đứng, ngồi biết là ngồi, nằm biết là nằm, và chỉ như thế thôi, thì đó là sự biết rõ sai lầm. Bởi vì sao? Bởi vì ngay cả một con bò, nó đi nó cũng biết nó đi, nó đứng nó cũng biết nó đứng, nó nằm nó cũng biết nó nằm. Như vậy, sự biết rõ nào là sự biết rõ đúng đắn? Đó là đi biết là đi, đứng biết là đứng, ngồi biết là ngồi, nằm biết là nằm, dưới sự nhận thức của tam tướng. Tức là vì ấy quan sát và nhận thức rõ đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã, thì đó mới là sự biết rõ đúng đắn được nhắc đến trong bài kinh niệm xứ. Và khi chúng ta thực hành, chúng ta phải hiểu được điều đó. Nghe thì chúng ta mới biết là nó khác nhau. Còn xưa giờ đó thì nhiều người cứ nhầm lẫn, làm gì biết đó, như vậy là tứ niệm xứ sai. Con bò nó cũng biết làm nha. Cái này không phải sư nói nha, trong chú giải bài kinh là tứ niệm xứ. Cho nên hãy cẩn trọng để tránh sai lầm. Do đó, khi chúng ta quan sát cái tướng bộ xương á, nó không đơn giản là chúng ta chỉ niệm xương, 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 xương. Bởi vì chỉ niệm xương không thôi đó, thì nó lại là thiền chỉ, thuần chỉ. Tại vì trong thiền chỉ cũng có 32 thể trường, nó chỉ là thuần chỉ. Nhưng khi chúng ta hướng về tướng bộ xương, mà chúng ta suy tư về đặc tánh bất tịnh, bất mỹ, không đáng yêu, và đặc tánh vô ngã, không có tự ngã, thì đó là chúng ta đang phát triển trí tuệ quán. Thì cái trí nó nằm ở chỗ đó. Chứ còn quý vị nghĩ là chỉ đơn giản đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, thì cái trí ở chỗ nào trong đó? Và làm sao người ta có thể giác ngộ được chỉ bằng việc đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm? Chỉ khi nào vị hành giả chìm trong sự suy tư về tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, Và khi quý vị ngồi lâu hoặc đi nhiều, cái xương nó đau. Đau xương ngay thắt lưng, đau xương ngay đầu gối, thì chúng ta thấy được cái tướng khổ nơi bộ xương. Và khi chúng ta quan sát mình như thế nào thì người khác cũng như thế đó. Và chúng ta thấy được tướng khổ nơi bộ xương. Rồi chúng ta lại tiếp tục quan sát nữa. Cái xương á, khi còn trẻ thì nó sáng bóng, nó cứng cáp. Còn xương khi về già nó bắt đầu giòn, xám xịt, dễ gãy, dễ tổn thương, bị biến dạng. Giống như một căn nhà lâu ngày thì các cái cột chèo nó bị uốn cong, bị biến dạng như thế nào, thì những khúc xương chống đỡ cơ thể này nó cũng bị uốn cong, bị biến dạng như thế đó. Và chúng ta thấy được cái tướng vô thường của bộ xương. Như vậy là bằng việc quan sát bộ xương, chúng ta thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đây là cái mà chúng ta phải thường xuyên suy tư. Còn khi mà quý vị thực hành quên mất thì quay trở lại hơi thở để định tâm trở lại. Và sau đó tâm được định rồi thì chúng ta tiếp tục quan sát cái tướng bộ xương của chúng ta. Và nhớ, thực hành cái gì thì rõ ràng cái đó. Tức là niệm buông thì cho ra niệm buông, rải tâm từ thì cho ra rải tâm từ, hơi thở thì cho ra hơi thở, và niệm bộ xương thì cho ra cái bộ xương. Đừng trộn lẫn với nhau, hãy tách bạch nó ra cho rõ ràng. Và quý vị có thắc mắc gì khi mà sư hướng dẫn cái tướng bộ xương hay không? Nếu quý vị không thắc mắc thì chúng ta bắt đầu, kể từ bây giờ chúng ta bắt đầu thực hành thiền bằng việc theo dõi cái tướng bộ xương để thấy là những cái bộ xương nó đang chuyển động. Rồi, xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả Niết Bàn. Nguyện cầu Tam Bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lự binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sankhya Giác. tu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba buddha nufavena sada sothi phavantu te phavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhamma nufavena sada sothi phavantu te phavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sangha nufavena sada sothi phavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.